Chào mọi người đã quay trở lại với vi tính và PC. Thì cái video ngày hôm nay thì em xin review cái sản phẩm đó là USB Core Wi-Fi TP-Link. Cái mã của nó là TL-WN725N. Đó là mẫu Nano USB nha mọi người. Nó rất là nhỏ luôn. Thì bây giờ em sẽ khui hộp và bắt đầu cắm vào máy và cài driver để review cho mọi người xem nha. Thì đi kèm với cái sản phẩm USB đó là một cái đĩa cài driver. Cái máy bạn nào có cái ổ đọc CD thì mình có thể bỏ đĩa này vào cài driver nha. Rồi phần hướng dẫn. Rồi và đây cuối cùng là sản phẩm của chúng ta. Rất là nhỏ nhưng mà đựng trong hộp cũng rất là to. Sẽ lấy nó ra. Và đây là sản phẩm của mình nha. Bí tí xíu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm vào máy để coi thử trên Win10 nó có tự động nhận driver không. Không thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài driver luôn. Cái này nó chuẩn là USB nha, mọi người cắm vào cái cổng USB là được. Rồi mình sẽ kiểm tra thử là máy đã nhận hay là chưa. Vào Device Manager và kiểm tra trong phần Network Adapter. Đây, tự động nó đã nhận luôn nha mọi người. Là Retest RTL 8188 EU Wireless LAN 802.11 USB. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt cái cạc mạng của mình để mình test cái khả năng bắt wifi của nó nha. Open Network and Internet Setting. Mình vào Internet Channel Data Option. Mình sẽ tiến hành mình tắt cái mạng dây nha. Disable nó đi. Tại cái máy mình đang test là cái máy bàn nên nó có một cái cổng LAN. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối bằng cái thử bằng cái USB. Đây, nó đã giống như trên laptop rồi nè. Nó đã có cái hiện hình để chúng ta nhận bắt wifi nè. Mình sẽ kết nối thử. Rồi đã kết nối được nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành vô mạng thử, vào YouTube xem thử. Mình thấy mạng ở đây load hơi chậm. Ở đây thì nó sẽ hiện là sáng của chúng ta là gần full 3 vạch sóng. Mình thấy ở cái trang VN Express này thì mạng hơi chậm.
gót hơi chậm. Rồi cái đây là mình đã review thử trên Win 10, bây giờ mình sẽ chuyển nó qua trên Win 7 thử nha. Nói chung thì trên Win 10 thì driver nó tự động nó nhận luôn, mình không có cần cài đặt. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển lên nó qua Win 7. Rồi đây là cái USB của chúng ta, bây giờ mình sẽ chuyển nó qua Win 7. Mình sẽ cài trên cái laptop này của mình. Mình sẽ cắm USB vào. Rồi khi mà vừa cắm vào thì nó có nhận một cái thiết bị, nhưng mà nó không thiết bị gì. Mình sẽ tiến hành mình cài driver cho nó. Trên Win 7 thì mọi người phải cần phải có mạng để mà mình download cái driver đó về để mình cài. Nếu mà mấy bạn nào có cái ổ CD-ROM á, CD á, thì mình có thể bỏ cái đĩa driver nó vào mình cài luôn. Còn trên này thì mình cần phải tải cái driver nó về đã. Thì chúng ta lên Google ta tải thôi. Đây mình vào cái phần trình điều khiển để mình tải về nha mọi người. Đây là Win 7 nè, mình tải về. Rồi đây mình sẽ đưa nó ra ngoài desktop. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt cái mạng của cái wifi trên laptop đi, cũng giống như bên kia mình disable nó đi. Đây mình disable nha. Rồi máy mình đã không còn mạng rồi. Bây giờ mình giải nén cái file cài này ra. Rồi sau khi giải nén thì mình tiến hành mình vào cài đặt luôn. Setup đang tìm kiếm thiết bị. Thì trong quá trình nó cài thì mình thấy ở đây nó đã nhận rồi nè. Rồi xong nè, driver đã được cài đặt nè. Rồi đây mình cũng tiến hành mình kết nối thử. Đây nha mọi người, đây là cái cạc wireless trên laptop nè. Còn đây là cái USB chúng ta nè, TP-Link nè, wireless USB adapter nè. Rồi mình cũng sẽ tiến hành mình vào YouTube mình test thử cái mạng nó như thế nào. Nói chung thì mình thấy cái USB này nó xài cũng rất là ok nha mọi người. Nếu mà mấy bạn thì mình có thể mua cái USB này, nó về tiện lợi hơn là mình kéo dây nó lằng nhằng. Nhiều lúc cái cục modem chúng ta ở xa thì phải kéo dây rất là dài.
phải đi dây cho đẹp là ngàn, mình mua USB này rất là tiện lợi, nhỏ gọn, giá thì cũng rẻ. Cái này mình mua là khoảng một trăm mấy, 101.000 thì phải. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của mình ha. Thì mọi người yêu mến thì hãy để cho mình một xin một like, một comment và đặc biệt là một đăng ký kênh nha, để mình có động lực, mình biết cái gì thì mình chia sẻ hết cho mọi người nha. Kênh mình thì chuyên về làm về vấn đề về vi tính. Mọi người có những cái vấn đề gì thắc mắc thì có thể comment bên dưới, mình sẽ cố gắng mình trả lời. Rồi chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người.